chào cả nhà. Hôm nay sau khi đi tập aerobic trong Phước Lộc Thọ thì cô bạn gọi có gặp chị Kim Ngân đang tới tiệm Eye Salon. Bây giờ vào bên trong nha. Đây là tiệm Eye Salon của bạn ở trên đường Bố Sa, đối diện Phước Lộc Thọ. Alo người đẹp. Alo. Coi TV. Coi TV hả? Hát karaoke hả? Hát karaoke hả? Thôi bây giờ gọi đầu đi. Mình gọi đầu rồi rồi. Sexy quá hả? Trời ơi sexy quá hả? Em sao sexy quá vậy? Đâu ra đúng rồi hay hay. Em vừa mới đi tập về. Chị Chi về. Yeah. Gọi chị Chi sang đây không? Đâu có. Gọi chị gọi cho về. Cảm ơn chị Kim Ngân nha. Gọi cho em ra đây chơi với chị ha. Bây giờ con giật tiếng đàn tiếng đàn để hát karaoke. Ok. Thầy giờ thầy dạy nhà. Chị bây giờ đi gọi đầu đi. Đi gọi đầu đi vô đây. Rồi bây giờ Ngọc đang rảnh nè. Còn đang nhìn Julie hát chút xíu. Bây giờ đi gọi đầu xong rồi mình đi coi nhà. Em tìm được một căn nhà rồi. I love you. I love you too. Bây giờ nhưng mà phải gọi đầu. Đâu có thêm người bạn. No, gọi đầu đi. Gọi đầu đi em chạy đi làm nữa rồi xong mình mới đi coi nhà được. Đấy sẵn giờ Ngọc rảnh nè, mình gọi đầu đi chị. Thôi. Má lên đồng, má đang lên đồng. Lên đó mà lên. Người ta đi, người ta. I forgot. Đi. Gọi đầu đi chị. Này em mà cắt cho cái móng tay này, cái móng tay lơ quá, cắt cho cả nhà. Móng tay chút không, móng tay để lên tiệm chị làm cũng được. Giờ gọi đầu. Chút giờ nào có gừng sức lên. No, chút nữa vậy hai ra tiệm với hai làm. Bây giờ làm ơn gọi đầu. Gọi đầu nhanh đi. Không có gừng nó ắt. Bây giờ em phải chạy đi làm nè, 10 giờ rưỡi em đi rồi. Đi gọi đầu đi. Đi quick. Đi chị. Hát karaoke đi thôi gọi đầu nhá. Nhá. Cho con hát bài. Đi, cho hát bài nhá. Gọi đầu đi. Quen xíu. Nhìn con đam má về con biết chuyện hay cái gì đó. Bây giờ mình gọi đầu bằng khô đi nha. Đó. Đúng rồi. Trời ơi. Nè đó, em muốn gọi đầu luôn nè đó. Sợ mới dắt qua đó giống má. Được rồi má, đủ rồi. Đưa con đi xả nước này. Đi xả nước. Rồi. Đúng rồi má. Được rồi em thương. Thương mà. Đi xong rồi mình đi coi nhà nữa nè. Em có căn nhà rồi. Bây giờ nhà hả? Không. Hay sao? Má tốt quá lấy gì con trả. Không sao. Thì đó thì giờ không có cần trả gì hết. Bây giờ chị dạ đó. Ba trời có đang luôn. Con có đang. Bây giờ đi làm răng không? Ba người. Có người trả tiền cho đi làm răng luôn nè. Từ từ nó đi kiếm bác sĩ nào kiếm cái gì nó nhẹ nhẹ. Đó nè, đó trời mát quá luôn đó. Đó, mát quá chừng luôn. Chúng mình gọi đầu. Mắt tôi thiếu cái đó. Thương quá đi à. Cuối cùng cũng gọi đầu được cho chị Kim Ngân nè. Má mốc ghiền. No, đúng rồi, ghiền là hoài ghiền. Cho làm suốt đời này luôn. Đó. Okay. Cô chủ này dễ thương chưa nè các bạn ơi. Nói tốt bụng cái lắm luôn á. Để cho má nó làm đó. Thêm ấy nữa, thêm ít chi mai cho tí xong. Bu đây, cho mình xong bu đây, cho em tí xong bu đây. Cho thêm ít cho nó mưa, nó khỏi ấy. Công nhận luôn. Chi mai mang cái ly lông đây, kẹp cho em một cái ly lông ở cổ đi cho đỡ giật nước mọi người. Nó bỏ condition hay gì? Đúng rồi. Cho đúng rồi, cho nó thơm. Trời ơi, chút nữa là đi thuê nhà là người ta cho thuê liền á. Này, nước đèn nó chảy ra, lấy ly lông buộc cho mình. Lấy cái khăn cho chị nha. Lấy khăn đi. Chỉ có cái cô Ngọc này là coi được như rồi, là mới làm chân thương. Rồi dễ thương làm cho sạch sẽ gọn nhà. Rửa cái mặt trắng tươi luôn đẹp. Đúng rồi, nha. Rửa mặt là mặt luôn đi. Đó. Đấy, chúng mình ba người xịt nước nhau giống nhau này. Đó, mát quá luôn á, mát luôn. Cho vào. Okay. Nước mà chảy ở mặt ta lấy thêm một khăn nó rửa cho em cái mặt, lau cho chị cái mặt. Và cuối cùng thì chị Kim Ngân cũng chịu gọi đầu. Chị Mai lấy khăn mặt rửa mặt cho chị cho khỏi đen. Sạch sẽ. Xong rồi tí hát karaoke nhá. Karaoke có đi biển không? Đưa đi biển luôn này. Má không đi hả? Có, đi luôn. Cho cái khăn mặt ướt rửa lên, cho ít cái sữa rửa mặt vào đó. Chị kêu đi là phụ con đây đi. Rửa mặt đi, sữa rửa mặt luôn, cái mắt đen thui này chị Mai ơi. Đưa em rửa cho, đưa em rửa mặt cho.
Ui, không có đem máy ra. Được rồi, sức quá. Cái này là đá ngứa lắm nha. Được rồi, mất. Được rồi. Ba có làm theo không? Mình có tập thể dục làm sáng mới á. Vậy có tập không? Đó, tập buổi sáng phải không? Dạ đúng rồi. Hả, à, đang cười nuôi luôn à. Đáng thương vậy thôi chứ giờ này bao giờ? Đang nói là bộ đầu đã quá này. Đã quá phải không? Lần sau bộ đầu ngồi như này luôn. Ha, nói nha, chị Kim Ngân nói á, là bây giờ mắc nợ. Mắc nợ trả đến bao giờ cho hết? À, tới bao giờ mới hết? Không cần trả gì hết á. Cái con hình cúc quá. Bây giờ làm cái mặt nữa lên cái mặt nữa cho nó sáng, cái mặt nó chẳng bỏ thì đủ rồi, cái áo chưa áo má. Tao mới có một bên à, còn bên nữa. Để có nghĩ mà mày nó để cho mấy khăn đó chị. Để cái khăn á. Để cái khăn đúng rồi. Để cho em lo cái mặt. Đâu đủ lên bán được chưa, mới lên chị ơi. Cái đó. Được rồi, để yên. Cô giống má thì đủ rồi. Cho lo một bên nữa đi. Chẳng có cái khăn này làm gì. Rồi cái khăn làm gì đây. Cái đầu này đã ngứa nè, cái đang kêu bộ đầu đã quá đấy chị đấy. Bộ cái đầu đã quá. Cái đi. Bấm cho nó rửa mặt, rửa mặt, rửa mặt, rửa mặt. Giống má. Rửa mặt, rửa mặt, rửa mặt. Cái đầu mà. Đủ rồi, mới như đây mới chân nhọc đấy. Để đi ra lau mặt đi, lau mặt đi, lau mặt đi, lau mặt tôi sẽ lau mặt. Em lau mới. Con luôn lau nó bây giờ. Con để yên tính lớn, kẹp ba được rồi. Rồi để yên lau mặt, để yên lau mặt. Đừng lau mặt, chị không lau mặt, chị không lau mặt. Đẹp quá trời luôn nè, cái miệng thật sự đẹp lắm. Trời luôn à. Gọi thơm á, gọi trà bông thơm bức luôn á. Chị không thích lau mặt, không thích lau mặt. Dạ. Ăn kẹo, sáng giờ ăn sáng chưa? Dạ. Ăn sáng chưa? Dạ, mới cho em mình nè, nó nói để mới cho tiền em. À. Đầu cho tí cho đi xin má, bữa nào đói ghé xin má tiền. Đúng rồi, coi cho sung sướng không các bạn? Được gọi đầu mà được tiền nữa. Đầu vậy mà không chịu nữa. Được tiền ăn sáng nữa nè. Rồi xong mà đi thuê nhà cho nữa nè. Trời ơi, xong mà sung sướng quá vậy nè. Hả? Tại con nhỏ mà. Sao mà coi như chị Kim Ngân á là coi như hạnh phúc nhất trần gian luôn á. Hạnh phúc lắm luôn á.